Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của X2 Mobile Channel. Đây là hai chiếc máy nhìn sơ qua thì tưởng chừng nó là hai anh em, bởi vì các bạn sẽ thấy rằng những cái đường ở viền này nó sexy gần như nhau và cũng như cái thiết kế màn hình rất giống nhau, nhưng nó lại đến từ hai thương hiệu khác nhau. Thì đây là Mi CC9 Pro, còn bên này thì nó sẽ là chiếc Samsung Galaxy S9 cộng. Có lẽ các bạn đã biết quá rõ về cái chiếc máy này rồi. Còn chiếc máy này thì nó cũng mới ra và cũng mới được đưa về thôi, không lâu lắm đâu. Vậy thì ở trong cái tầm giá hơn 10 triệu và với chiếc Samsung Galaxy S9 cộng bây giờ chỉ loanh quanh khoảng tầm hơn 7 triệu, hơn 8 triệu thôi, thì chúng ta nên lựa chọn chiếc máy nào để có những trải nghiệm tốt nhất, tuyệt vời nhất mà không phải bỏ ra một số tiền quá lớn? Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn chia sẻ trong video này nhé. Mức giá cụ thể của chiếc Mi CC9 Pro cũng như là Samsung Galaxy S9 cộng các bạn có thể tham khảo tại XT Mobile thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên về trải nghiệm màn hình đi, thì mỗi máy nó lại mạnh ở một điểm. Nếu như các bạn lựa chọn Mi CC9 Pro thì các bạn sẽ có một cái màn hình cực kỳ sexy với bốn viền gần như là mỏng gần bằng nhau. Chúng ta sẽ có thiết kế giọt nước ở bên trên, nó sẽ chỉ hơi ăn lẹ một tí thôi, nhưng tính về cái độ tràn viền và cũng như cái độ mỏng thì nó vẫn mang lại cho các bạn một vẻ sexy hơn so với Samsung Galaxy S9 cộng. Tuy rằng là màn hình của CC9 Pro chúng ta cũng sẽ có tấm nền Super AMOLED, nhưng mà cái độ phân giải của nó chỉ dừng lại ở Full HD cộng mà thôi, nên nó sẽ không có những cái trải nghiệm về độ sắc nét tốt như trên chiếc Samsung Galaxy S9 cộng này. Bởi vì các bạn đã quá rõ rồi, màn hình của S9 cộng chúng ta sẽ có độ phân giải là 2K cộng này, tấm nền cũng Super AMOLED, mang lại trải nghiệm màu sắc thì ngon lành, không có điểm gì để chê. Nói chung rằng là ở cái phần màn hình, các bạn muốn sexy, muốn đẹp thì có thể lựa chọn chiếc Mi CC9 Pro, còn các bạn muốn nó phải sắc nét, nó phải có những trải nghiệm tốt và cầm nắm tốt khi mà chơi game, vì có hai cái viền này hỗ trợ rất tốt khi mà các bạn xoay ngang màn hình, thì nên lựa chọn Samsung Galaxy S9 cộng. Còn cái thứ hai đấy là về mặt thiết kế, hai chiếc máy này thì đều có thiết kế rất sang trọng, cao cấp, không có điểm gì để chê. Mặt lưng kính này không viền kim loại này. Thế nhưng mà với Samsung Galaxy S9 cộng chúng ta sẽ chỉ có 2 cam ở trên lưng mà thôi, trong khi đó thì với chiếc máy này nó sẽ có tới 3 cam. À, còn một cái vấn đề nữa mà bây giờ thì mình cũng mới nói, đấy là với S9 cộng thì các bạn sẽ có vân tay nằm trên mặt lưng, thao tác thì cũng khá là dễ và cũng như tốc độ mà khá nhanh. Trong khi đó thì với Xiaomi Mi CC9 Pro các bạn sẽ có vân tay bên trong màn hình, nhúng bên trong màn hình. Tức là với chiếc Mi CC9 Pro này nó sẽ mang lại cho các bạn những thứ thú vị hơn khi mà sử dụng mở khóa bằng vân tay. Trong khi đó thì với chiếc Samsung Galaxy S9 cộng nó sẽ chỉ là mở khóa khá là bình thường. Cùng với đó thì với Mi CC9 Pro các bạn sẽ có ở đây là cụm tới 5 camera với 1 cam zoom tele 5x, 1 cam zoom tele 2x, 1 cam góc siêu rộng, 1 cam góc thông thường 108 megapixel, và chúng ta có thêm 1 cam để đo độ sâu chụp ảnh. Tức là các bạn muốn làm gì thì cái chiếc máy này nó cũng có thể đáp ứng được cho các bạn. Các bạn muốn zoom quang 2x ư? Các bạn có. Các bạn muốn zoom quang 5x ư? Các bạn có. Các bạn muốn chụp góc siêu rộng ư? Các bạn có. Các bạn muốn có cam chính siêu nét ư? Cũng có. Và các bạn muốn chụp ảnh chân dung ư? Cũng có. Trong khi đó thì với Samsung Galaxy S9 cộng chúng ta sẽ chỉ có 1 góc thường và 1 góc tele mà thôi, sẽ không có góc siêu rộng, cũng không có zoom tele 5x, cũng không có chụp macro. Nói chung rằng là ở khoản camera thì Samsung Galaxy S9 cộng do là một chiếc máy đã ra mắt từ trước đấy rất lâu rồi, nên nó cũng sẽ chịu những cái thiệt thòi nhất định khi mà so sánh với những chiếc máy mới ra mắt ở thời điểm vừa rồi. Nói chung là như vậy thôi. Thế nhưng khi so sánh cái bức ảnh chụp bằng cam chính của hai chiếc máy này một tí thì các bạn có thể thấy rằng với lợi thế camera 108 megapixel nên chiếc Xiaomi Mi CC9 Pro này mang lại chi tiết là rất tốt, nhưng mà cái phần nét xung quanh cảm giác là nó vẫn không được sắc giống như trên cái bức ảnh của chiếc Samsung Galaxy S9 cộng mang lại. Và cũng như là về phần màu sắc của bức ảnh thì mình vẫn thấy thích hơn trên cái bức ảnh của Samsung Galaxy S9 cộng nó mang lại. Nói chung rằng là ảnh chụp ra từ cái chiếc Xiaomi này các bạn muốn ưng ý nhất thì các bạn vẫn sẽ phải sửa mà thôi. Còn mình thì mình thấy ưng hơn khi mà chụp ảnh ra mà không cần chỉnh sửa trên chiếc Samsung Galaxy S9 cộng. Cái mà các bạn quan tâm nhiều nhất đấy là về phần hiệu năng trên hai chiếc máy này. Thì với chiếc Xiaomi CC9 Pro chúng ta sẽ được sở hữu con chip Snapdragon 730G, một con chip tầm trung cho gaming của nhà Snapdragon. Chúng ta sẽ có 6GB RAM và chúng ta có 128GB nhớ trong cho cái phiên bản tiêu chuẩn 10, cho cái phiên bản là hơn 10 triệu tại X2 Mobile. Trong khi đó thì với chiếc Samsung Galaxy S9 cộng này, do đây là phiên bản Hàn Quốc nên các bạn sẽ chỉ có ở đây là Exynos 9810. Các bạn vẫn có 6GB RAM và các bạn có 64GB nhớ trong, bởi vì các bạn vẫn có thể sử dụng thẻ nhớ ngoài mở rộng, cũng như là các bạn có thể lựa chọn thêm một cái phiên bản khác nó có bộ nhớ trong cao hơn, ví dụ như phiên bản 256GB thì trước Samsung Galaxy S9 cộng này cũng có, nên là mình cũng không đề cập nhiều về phần bộ nhớ trong. Thêm tiền thì thêm dung lượng thế thôi. Còn về cái phần graphic thì với con chip Snapdragon 730G chúng ta có thể mở max setting trong tựa game
PUBG Mobile ở HD và cái FPS ở 2. Và các bạn mở xuống Smooth thì có thể mở FPS lên là Ultra. Như vậy là ở phần trải nghiệm về setting, hình ảnh các thứ trong cái tựa game này thì chiếc Mi CC 9 Pro nó đã yếu đuối hơn so với con chip Exynos 9810 đang có trên chiếc Samsung Galaxy S9 Cộng. Như vậy, nếu như để chơi game có những cái trải nghiệm mượt mà thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn Samsung Galaxy S9 Cộng để có những trải nghiệm là tuyệt vời nhất trên phần hình ảnh đồ họa của game. Còn về những cái tác vụ xử lý hàng ngày, ví dụ như cuộc gọi, là tin nhắn hay là Facebook, Messenger, rồi YouTube các thứ thì cả hai con chip này đều đáp ứng quá tốt nên mình cũng không có điều gì phải so sánh ở cái khoản này cả. Cả hai chiếc máy thì cũng đều hỗ trợ cho chúng ta công nghệ sạc nhanh, thế nhưng với chiếc Mi CC 9 Pro các bạn sẽ có sạc nhanh tối đa là Quick Charge 4. Còn với cái chiếc máy này nó sẽ chỉ là phát sạc 15W mà thôi. Nên mặc dù là cái chiếc Mi CC 9 Pro này có quả pin lớn hơn nhưng tốc độ để sạc đầy pin cho hai sản phẩm này nó cũng đều là xem nhau, chênh nhau không quá nhiều. Thêm vào đó thì do đây là một sản phẩm có pin to hơn, đấy là chiếc Mi CC 9 Pro có quả pin to hơn, nên cái thời gian để các bạn sử dụng nó cũng sẽ là thoải mái hơn so với cái chiếc Samsung Galaxy S9 Cộng. Màn hình thì Full HD Cộng, quả pin thì to hơn, cái vấn đề mà sử dụng pin được lâu hơn là một điều quá là bình thường rồi. Và cũng sẽ có một cái điểm nữa mà chiếc Samsung Galaxy S9 Cộng này nó hơn so với chiếc Mi CC 9 Pro, đấy là về cái khoản bảo mật. Khi mà các bạn sẽ có ở đây là cảm biến mống mắt để giúp cho các bạn có một cái tính năng về bảo mật tốt hơn, cũng như là nó nhận diện cái con mắt của các bạn trong điều kiện thiếu sáng, đủ sáng hay tất cả những trường hợp thì đều tốt cả. Nói chung rằng là với hai chiếc máy này, các bạn muốn có một hiệu năng tốt, trải nghiệm game với những hình ảnh mượt mà nhất, các bạn muốn có màn hình phải thật nét, thật xịn, các bạn muốn có kháng nước bôi bẩn IP68, các bạn muốn có mống mắt bảo mật cực kỳ ngon thì các bạn có thể lựa chọn chiếc Samsung Galaxy S9 Cộng. Còn lại nếu như các bạn không quan tâm đến những thứ kiểu là màn hình chỉ cần trải nghiệm đủ là được, các bạn muốn có một chiếc máy phải có vân tay bên dưới màn hình, muốn có nhiều camera với thông số khủng lên tới là 108 megapixel, và cũng như là các bạn muốn có một chiếc máy phải có thời lượng pin thực sự trâu thì Xiaomi Mi CC 9 Pro là chiếc máy hoàn toàn xứng đáng. Nếu là các bạn thì các bạn lựa chọn chiếc máy nào trong hai chiếc máy này, xin một comment để lại ý kiến các bạn ở phía bên dưới phần luận của video. Lưu ý rằng là Samsung Galaxy S9 Cộng bây giờ có mức giá rẻ hơn cái chiếc Mi CC 9 Pro rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của Ikumobile.